Ủa chứ tiền tôi để trong nhà mà bà không lấy sao nó mất. Rồi ngày này này khỏi nói, ngày nào bà cũng đi ngang cái con đường này nè. Bà để ý tôi ngồi hắn trước rồi bà lẻn vô nhà tao rồi bà lấy tiền của bà đi chợ. Đồ này đồ chung mà, không đi đồ này đi đồ nào. Bây giờ tôi không nói, bây giờ là bà không lấy tiền của tôi, vậy tiền của đâu mà bà đi chợ. Nè, ăn bậy có thể ăn bậy được nha, không thể nói bậy nha con kia. Mày đi thấy gì vậy? Tôi không có đi, bây giờ là tôi mất tiền á, tôi nói bà có lấy không? Bây giờ bà giải thích đi, bây giờ là bà không lấy tiền của tôi, vậy tiền đâu bà đi chợ? Mày quá quý sao lấy tiền mày đúng không? Mày có bằng chứng gì mày nói? Bằng chứng là bà đi chợ nè, bằng chứng nè, đồ đạc nè, bà mua nè, quá trời nè. Trời. Phải ăn cắp tiền mà tới tiền đi chợ hay gì? Chưa vậy gì cái mấy ngày kia tại nhà tao nhịn đói hả? Chưa gì nữa. Trời ơi, bình thường ăn kho quẹt đi đâu được không à, bữa nay mà đi chợ mua cá thịt ê hề vậy nè, lấy 1 triệu nó không giá đáng chị ơi. Thà là chị nói với em có thể cho chị một con cá hoặc là vài miếng thịt đồ mà về gia đình chị ăn, mắc mới gì chị làm vậy hả? Chị tham chứ vậy? Ê, mày càng nói càng quá đáng nha. Mày để tiền đâu mày mất hả? Tiền mày sao với mày bao nhiêu mày biết không? Bà nghĩ sao vậy bà cô nội? Số điện thoại tôi còn không nhớ nữa đó, nó số xe ghi. Bà đi không hả?